Xin chào tất cả mọi người, video này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách bấm ngón 1. Vậy thì trước khi bấm ngón 1 thì khuôn tay chúng ta phải đặt làm sao cho đúng đã. Khuôn tay chúng ta đúng thì chúng ta sẽ bấm ngón 1 rất là dễ dàng. Còn khi chúng ta sai thì chúng ta sửa ngón tay, khuôn tay rất là khó. Và mình khi mà mình dạy học sinh ấy thì mình rất quan trọng về cái việc mà khuôn tay và sửa từng ly từng tí một cho học sinh. Làm sao mà khuôn tay mới học những các cái lỗi khuôn tay, mỗi một bạn sẽ có một lỗi riêng nhé, bạn nào bị lỗi nào thì mình sẽ chỉnh sửa cái lỗi đó, và làm sao mà dù cho chúng ta học nghiệp dư, chúng ta học không học chuyên nghiệp, nhưng cái khuôn tay chúng ta là phải đúng, các ngón bấm đúng, và chúng ta phải hiểu rõ là trong bản nhạc đó thì chúng ta phải đánh như thế nào đó. Còn việc mà đánh hay đánh dở thì tất nhiên là phải phụ thuộc vào cái thời gian chúng ta bỏ ra để chúng ta luyện tập. Nào bây giờ chúng ta hãy xem một khuôn tay của chúng ta để như nào nhé. Đầu tiên kẹp đàn là đã phải đúng đã. Trước đây mình đã có một cái video hướng dẫn về kẹp đàn rồi. Sau đó khi mà chúng ta kẹp đàn xong đó thì chúng ta sẽ để khuyên tay. Thế khuôn tay của ta, chúng ta khi bấm ngón một này, thứ nhất chúng ta sẽ đặt vào đầu cần đàn đó, chúng ta đặt ở vị trí khoảng mức ở đây đó, không đặt quá lên cao mà cũng không để xuống thấp quá, đặt vừa ngang với cả đầu cần đàn thôi đó. Tiếp theo nữa là chúng ta nhìn ở đây có phần đốt cuối của ngón tay, chúng ta sẽ đặt ngang cái đốt cuối của ngón tay với cả cái phần phím đen. Đây ạ. Đốt cuối của ngón tay ngang với phần phím đen đặt ở đầu cần đàn. Rồi, chúng ta đặt vuông góc nha. Tránh trường hợp là cổ tay của chúng ta bị vặn như này, đỡ như này, đây gọi là đỡ, và chúng ta bị cong về phía trước nhá. Cổ tay chúng ta thẳng. Rồi, ngón cái tránh trường hợp để lên cao quá, thọc lên cao quá hoặc là để xuống thấp quá. Đó, chúng ta để vừa phải thôi. Ngón tay cái thả lỏng, ngón trỏ cũng thả lỏng. Ngón trỏ nhớ là vuông góc này, các ngón tay khum tròn ngón nha, tránh là dựng lên như này nha. Khi chúng ta dựng lên như này thì chúng ta sẽ ngón tay khi mà bấm sẽ không linh hoạt, chúng ta sẽ không đánh được tốc độ nhanh đó. Khum tròn ngón, các ngón tay thả lỏng, cách đều nhau nha, đừng có bị giãn quá như này mà cũng không bị bóp bóp quá thì khiến cho cái vấn đề mà chúng ta chạy ngón sẽ gặp khó khăn, cản trở. Giãn ngón tay quá cũng sẽ bị cản trở, các ngón tay có độ giãn thoải mái tự nhiên. Và cái độ giãn ngón tay của chúng ta cực kỳ là quan trọng trong việc mà chúng ta bấm. Nếu cái độ giãn ngón tay của chúng ta không vừa phải hợp lý thì khi chúng ta bấm ý, thì là chúng ta sẽ khó đánh nhanh, nâng tốc độ đánh nhanh mà chúng ta chỉ đánh chậm thôi. Và trong khi có quá trình bấm là các ngón tay chạy ngón nó sẽ gặp bất lợi trong việc mà chạy ngón. Đó, mình xin làm mẫu nhá. Các ngón tay nhớ là phải đặt trên dây đàn, cách mặt dây đàn khoảng tầm nửa cm, khoảng nửa cho đến 1 cm gì đấy, các ngón tay tròn và đặt dọc trên dây đàn đó, đặt ở giữa dây rề dây la nhé, đừng bị nghiêng sang phía bên này quá hay không nghiêng bên này quá, đặt ở giữa giữa cần đàn đó, cổ tay để thẳng nhớ không đỡ nha. Rồi khi khuôn tay chúng ta đã cầm chắc rồi, vậy thì đến việc mà cầm vĩ chúng ta đánh. Ở đây vĩ của mình đã chia làm hai phần đều bằng nhau, từ gốc cho đến giữa gọi là nửa gốc, từ giữa cho đến ngọn gọi nửa ngọn, hoặc chúng ta có thể gọi đây là nửa dưới và đây là nửa trên, khoảng từ đây cho đến đây gọi là nửa giữa nhá. Vậy thì chúng ta sẽ nhìn vào bản nhạc ở đây mình đang muốn hướng dẫn cho mọi người. Nốt đầu tiên nốt la, la 2 3 4, si 2 3 4, la 2 3 4, si 2 3 4 đó, và tiếp theo nữa mà mình không đọc hết. Rồi bây giờ chúng ta vừa đánh vừa đọc nha, lưu ý vừa đánh vừa đọc nếu mà chúng ta không muốn bị nhầm đó. Trong bài này nốt tròn là 4 phát, vậy nốt tròn chúng ta sẽ đánh cả vĩ nhá, cả vĩ và cách ngọn tầm 3 cm cho mình nhá. Nào, la 2 3 1, si 2 3 1, la 2 3 1, si 2 3 1, la 2 3 1, si 2 3 1, la 2 3 1, si 2 3 1 đó. Ở đây mình không nhìn bản nhạc nên có thể mình đánh thiếu một chút, nhưng mà cơ bản của nó chỉ có toàn la 2 3 4 và si 2 3 4 thôi. Khi chúng ta bấm này, chúng ta sẽ bấm giữa đầu ngón tay nhá, giữa đầu ngón tay. Bổ ngón dứt khoát la đây nhá, mình sẽ búng để mọi người có thể nhìn rõ hơn. La 2 3 4, si 2 3 4, la 2 3 4, si 2 3 4, la 2 3 4, si 2 3 4. Yêu cầu khi chúng ta bấm dứt khoát và nhấc tay cũng dứt khoát, tránh trường hợp là chúng ta để tay cứ bị lò dò như này thì khi mà chúng ta đánh đàn ấy thì đàn của chúng ta nó sẽ không được dứt khoát vững và nó gọn tiếng, nó sẽ bị những các cái tiếng
tiếng tiếng tiếng tiếng ngoài nó xen vào. Và nhớ là tay trái và tay phải kết hợp ăn xong với nhau, đừng tay này bị nhanh, một tay bị chậm, một tay bị chậm, một tay bị nhanh đó, để làm sao mà cái tiếng đàn chúng ta gọn tiếng nhất có thể nhé. Mình làm lại thêm một lần nữa. La hai ba một. Bài số 2 chúng ta sẽ nhìn đây là toàn nốt tròn, à toàn nốt trắng. La 2, Si 2, Si 2, La 2, Si 2, Si 2, La 2, Si 2, La 2, Si 2, La 2, Si 2. Đó, chúng ta chỉ lặp đi lặp lại nốt trắng thôi. Rồi, bây giờ chúng ta đọc như nào chúng ta đánh như vậy nhá. Đọc như nào đánh như vậy, đọc to và đánh. La 2, La 2. Vừa nãy mình đánh cả Mỹ mà nốt trắng này mình đánh cả Mỹ không? Vì là đây là hai bài khác nhau và đây là cái phần mà mình chỉ luyện tập đánh vĩ thôi, nên là cố gắng là mình sẽ tận dụng mình đánh dài vĩ để làm sao cho tiếng đàn của mình to vững rõ ràng đó, tránh trường hợp mình đánh ngắn quá thì cái tiếng của mình nó dễ bị ngắt tiếng. Đây hai bài riêng nhá, chứ không phải cùng một bài đó. Tiếp theo nữa, cái bài số 3 của mình bên dưới là trong bài nó có cả nốt đen và nốt trắng. Mình sẽ đọc bài trước nhé. Ở đây mình không có bản nhạc, mình chỉ nhớ thôi rồi mình đọc thôi. Có sai sót một chút thì các bạn thông cảm nhé. La si 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 hai. La si 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 hai. La si si. La si si. La si si. La hai ba bốn. Mình không nhớ có phải bốn phách hay không. Rồi, bây giờ trong bài này có cả nốt đen và cả nốt trắng, đúng không ạ? Vậy thì nốt đen chúng ta sẽ một phách, đúng không? Nốt đen một phách thì chúng ta sẽ đánh nửa vĩ thôi. Nốt trắng hai phách gấp đôi thì chúng ta sẽ đánh cả vĩ. Đó, mỗi nốt tương đương với một lượt đưa đẩy AC. Đó, mỗi nốt đưa một lượt đẩy AC. Và chúng ta cứ nhớ quy tắc vậy, nốt đen trong bài có nốt đen và nốt trắng thì đen đánh nửa vĩ, trắng đánh cả vĩ. Đó, nào. Tròn đánh cả vĩ, nhưng mà nốt tròn này thì mình sẽ tiết kiệm vĩ hơn đó. Trên đó là mình đã giới thiệu cho mọi người vị trí và cái cách bấm ngón một làm sao và cái khuôn tay làm sao mà đặt làm sao đúng và để cho đúng và hiệu quả nhất. Mong là video này giúp ích được cho các bạn trong cái quá trình mà các bạn tập. Nhớ like và đăng ký kênh của mình để có thể nhận được những cái video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.